em chào các bác nha mời các bác cùng tham khảo những cái dòng dao đi rừng không vỏ trong cái video clip ngày hôm nay các bác nha À, đối với con video hôm nay thì sẽ có một vài em có vỏ thôi còn lại là những cái dòng hàng không vỏ để cho các bác nào mà mình chuyên đi rừng này hoặc mình thể để để trưng chơi treo ví dụ như là mã 7, mã 8 này à, để các bác treo phong thủy thì cũng rất là đẹp còn nếu mà đi rừng ví dụ như mã 9 thì lâu lắm em không làm đang có khách đặt nên là em làm lên video cho tất cả bác luôn à, mã năm là mèo nhật lâu lắm rồi không lên các bác ạ à, nói chung là những cái mẫu này cũng đã từng làm hết rồi nhưng mà thực sự là lâu rồi không lên hôm nay thì lại có khách hàng đặt thế là mình lại có cơ hội để lên hàng cùng tất cả các bác à, đầu tiên là một mẫu rau mèo cong các bác nhá con này thì hàng khách đặt theo cầu nói chung là hàng khách đặt cầu thì nó cũng đô một chút dày nó lên đến 8 ly 8,3 ly tổng trọng lượng của này là cực kỳ là nặng các bác ạ lưỡi là 30 độ dày sống lưng là 8 ly này 8 ly 3 như thế này thực ra ấy, một con da chặt các bác cũng không cần nhất thiết là phải dày đến 8 ly đâu mình không cần phải lăn tan là ở 8 ly như vậy thì có chặt được không em đã chặt được chưa em em khẳng định với các bác là từ mức độ là 5 ly đổ lên là các bác đã chặt cực kỳ tốt rồi nên mình không nhất thiết phải quá dày như vậy đâu các bác nhá nhưng mà nếu mà bác nào mà cái sở thích của mình là mình đô con đô to ấy mình cần cái sự đầm tay và nặng trịch ấy thì mình cũng có thể tham khảo những cái dòng to và nặng hơn như thế này giúp em nhá con này hiện tại là em có cả vỏ bác ấy đặt là đặt cả vỏ cẩm nam đấy con hàng rất là nặng luôn các bác nhá để các bác mình trưng chơi treo phong thủy hoặc là mình mang đi rừng thì chặt cũng rất là tốt này mỗi tội là nếu mà một con hàng như thế này mà để nói là mang đi rừng ấy các bác ơi nó sẽ là rất là nặng nhá Mình mang đi theo di chuyển lâu dài Thì nó sẽ rất là nặng Đấy là mã số 1 Một em da mèo cong có gà vỏ cẩm nam Đến mã số 2 sẽ là một em da mèo vỏ cẩm chỉ này Lưỡi là 30 các bạn ạ Lưỡi là 30, dày là 5 ly này Đấy, lưỡi 30 dày 5 ly dòng cầm chỉ truyền thống. Bình thường thì gỗ cầm chỉ của bên em thì em sẽ có đốt 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 đây tạo điểm nhấn cho cán nhưng mà tuy nhiên là khách này yêu cầu là anh thích cán trơn thôi. Đấy, chốt hai đinh cho anh đấy. Đấy, nếu bác nào thích nói chung là trong cái video này thì em muốn lên khẳng định các bác một điều là nếu mà mình thích yêu cầu như thế nào thì mình có thể nhắn lại bên em. Em có thể điều chỉnh theo cái sở thích của các bác mình cho các bác mình sử dụng làm sao cho nó ưng ý các bác nhá. Đây là một con da mèo này. Đấy, mèo có cả vỏ gỗ cầm chỉ như thế này. Đấy khóa lưỡi như thế này cực kỳ tốt các bác nhá khóa lưỡi cực kỳ tốt như thế này cho tất cả các bác này một em mèo cầm chỉ cả vỏ như thế này có lá chắn đồng như thế này này các bác ơi có lá chắn đồng như thế này này giá của nó sẽ nhích hơn một chút các bác nhá hàng cả cầm chỉ cả chắn đồng như thế này thì nó sẽ có giá là 695 trăm chín một em các bác nhá vỏ gỗ vân gỗ cực kỳ là nhiều luôn con này nó thuộc cái dòng hơi hơi nu nu ở mắt gỗ rồi nên là gỗ nó vân nó cực kỳ nhiều các bác ạ đây là mã số hai sáu trăm chín một em đến mã số 4, số 5 bắt đầu là lên những cái dòng hàng không vỏ cho tất cả các bác mình nhé. Đối với cái dòng hàng không vỏ thì giá cả phải chăng hơn rất là nhiều. Đầu tiên là một em chopper này Các bác ơi một em chopper này Con này là lưỡi 28 bản hậu ra bản 5 Và độ dày sống lưng là 5 ly tổng trọng lượng con hàng là 9 lạng Các bác nhé Tổng trọng lượng con hàng là 9 lạng này. Ở đuôi có sỏ thêm cái lỗ dây cho các bác Khi mà mình cầm mình có thể xoắn vào tay đi tạo sự an toàn này Chốt ba đinh này Ốp phun tang Gỗ là gỗ mun cho tất cả các bác à, Ở đây có những điểm khuyết này Tạo điểm nhẫn thôi Còn những chỗ như thế này ấy à, Tạo điểm tì khi mà mình chặt nhá Mức độ thì mình chặt cây củi to mắt che giả thoải mái cho em nhá. À, xương ống chân giò thủ lợn thì mình chặt vô tư thôi bởi vì nó dày 5 ly nó hệ là chuyên chặt rồi mà. Một cái chopper như vậy thì em đang để giá cho tất cả các bác một cái giá rất là tốt là 600 360 000 Đây là mã số 3. Đến mã số 4 là hai em chặt vát Con này bác nào thích mà cái lưỡi nó vừa vặn thôi Mình tham khảo sang con này của em Nó gọi là dòng cái lưỡi lưỡi 25 Dòng chặt vát nhám hai mặt như thế này cho em nhé Hơi vát như thế này Bác nào thích cái dòng vát vuông vắn như thế này Mình có thể tham khảo sang con này cho em Chỗ này thì dập một cái lỗ gọi là tạo điểm nhấn cho con hàng thôi Cán có hai tầng gỗ, một tầng gỗ buôn và một tầng cập chỉ Tất cả nó cũng là tạo điểm nhấn cho con hàng mình cứ xinh hơn Tạo điểm nhấn hơn thôi các bác ạ còn làm về cái chất liệu lưỡi thì mình đang sử dụng là dòng ca cho tất cả các bác trong cái video mà em lên ca thì em cũng lên nhiều rồi các bác mình có thể tham khảo sang những cái video đấy giúp em nhé uhm, tiếp theo là em đang có một cặp này một cặp là một một bên là gỗ mun này một bên là gỗ cẩm chỉ ở đầu này thì các bác mình có thể lựa chọn mun hoặc cẩm chỉ các bác nhá mình có thể lựa chọn mun hoặc cẩm chỉ thì con nào cũng đều rất là đẹp ạ cặp này hiện tại Tập này hiện tại là em để cho các bác một cái giá rất là tốt Chỉ có giá là 330.000 một em thôi các bác nhé 330.000 một em, mã số 4 ạ Đây ạ, mã số 4, 330.000 một em Đến mã số 5, nó sẽ thuộc dòng là dòng mèo nhật Các bác mình có thể tham khảo sang uh, mã số 5 dòng mèo nhật Bác nào thích lưỡi dài hơn thì mình tham khảo sang con này nhé Con này hiện tại là lưỡi rơi vào là, là 30 trừ đoạn an toàn 2 cm, độ dày sống lưng là 5 ly nhám hai mặt. Hầu như hàng là em vừa làm vừa trả khách các bác nhá, vừa làm vừa trả khách. Nhưng hiện tại hai con này của em đang sẵn này, bác nào ưng ý thì mình có thể đi dòng mèo Nhật này cho em luôn với cái giá là 350 000 một em thôi. Lưỡi 30 bản trọng là 4 độ dày sống lưng là 5 ly, tổng trọng lượng con hàng nó sẽ rơi vào là khoảng 8 lạng. Lực cực kỳ là ăn về phía đầu dao các bác nhá, cực kỳ là ăn về phía đầu dao. Nên là khi mà các bác chặt phát ấy, thì cực kỳ thao tác dễ và tốt luôn. Nhám hai mặt như thế này xem. Con này giá rất là tốt, chỉ có giá là 350 000 một em thôi. Đấy là mã số 4, số 5 dòng mèo nhật các bác nhá Mã số 5 dòng mèo nhật cho em ạ Còn đến mã số 6 thì nó gọi là con phát Mỹ rồi Mã số 6 là con phát Mỹ rồi Hầu như là à, hầu như là giao phát Mỹ của em lên thì được các bác thương rất là nhiều Nên là được các bác ủng hộ cái dòng phát Mỹ mã số 6 này liên tục tương đối là liên tục hầu như là hàng trả khách khách quen khách cũ giới thiệu khách mới này rồi là khách theo dõi lâu năm thấy xinh quá lại mua thêm này thì là những cái con phát mỹ 35 như thế này các bác ạ phải nói là cái chức năng lưỡi của nó cực kỳ cao vừa chặt được vừa phát được mà diện tích lưỡi của nó là 35 mươi khi mà mình phát cây ở trong hoặc là thò tay vào chẳng hạn hoặc là mình cần cái lực phát nó nhiều hơn phát cái diện tích cái rộng hơn chặt cây to hơn thì mình có thể tham khảo sang cái con phát lưỡi mỹ lưỡi 35 này hoặc các bác để trưng chơi treo thì con phát mỹ lưỡi 35 số 6 này thì cũng cực kỳ là hợp lý các bác nhá con nào thì nó cũng đều là sử dụng cán gỗ mun vót đốt và có lỗ đồng ở đuôi dao như thế này cho tất cả các bác để mình sỏ dây các bác nhá Đấy, đây là dòng phát mỹ lưới 30 năm Cầm con hàng trên tay để các bác mới cảm thấy được cái độ phát mỹ Con phát mỹ lưới 30 năm này nó ưng ý thực sự khi mà mình cầm trên tay các bác nhé Cầm nhìn ngoài đời nó như thế này rồi Khi mà các bác cầm trên tay mình còn ưng ý hơn rất là nhiều lần nữa các bác ạ Đây là cái mã phát mỹ mã, ba, mã số 6 Đặc biệt nhé, con này tuy là cái lưỡi tốt, dáng đẹp được các bác nhiều mà lưỡi nó 35 liền như em để cho các bác cái giá cực kỳ tốt là nó chỉ có là 420 000 một em thôi. Nên là các bác có rất là tin tưởng và sử dụng cái ưng ý cái mẫu số 6 cái dòng dao phát Mỹ này. À, tiếp theo là lên một con Curi Colombia. Con này là để các bác bác nào mà thích chơi chơi phong thủy mình sao cả xong con nhà của em này. Con này hiện tại đang sử dụng là dòng vòng bi mài trắng à, dòng phát à, dòng Curi Colombia đấy nó có những cái điểm nhấn như thế này cho tất cả các bác này các bác thấy không ạ đấy những điểm khuyết như thế này này con này rất là xinh nha bác nào mình mình tham khảo con này mình ưng con này thì mình có thể tham khảo và ủng hộ em con này mà giá con này em để cho các bác cực kỳ tốt luôn tại vì là các bác biết tại sao lúc em mới ra con này ấy, thì giá em để tương đối là cao nhưng mà bây giờ làm nhiều rồi có kinh nghiệm rồi vẽ mẫu cũng xịn hơn rồi chuẩn hơn rồi à, gọi là mình làm nhiều rồi mình thạo rồi mình quen rồi các bác cũng lâu lâu hay đặt nữa thành ra em có cơ hội để làm thì là con này em đang để giá cho tất cả các bác một cái giá là 420 000 một em mã số 7 dòng Culi Colombia các bác nhá. Đến tiếp theo là mã dao quắm. Quắm này là lưỡi rơi vào là 28 các bạn. Quắm 28, cán rơi vào là 26 mươi 28 cán rơi 26 này, quắm này là cắm, cắm tiện tay và không phun màu đồng này là đồng xị luôn các bác nhá. Đồng xị luôn nên nó mới có màu như thế này. Bác nào thích cổ kính xưa cổ một tí thì mình có thể tham khảo sang con này cho em là một trong những dòng quắm uh, truyền thống cho tất cả các bác mình mình sử dụng này thì quán này hiện tại đang để giá cho tất cả bác một cái giá rất là tốt nhìn như thế này không phải các bác đừng bảo là nó cu cú, cú nhá. Tại vì là mình mình rèn mà, mình rèn mà thành ra là mình bác nào thích cái sự nguyên bản cổ cổ ấy thì mình tham khảo sang cái con quắm này cho em bởi vì cán không phun màu phun bạc gì hết mà cái đồng này này đồng thau đồng đỏ xịn nên là nó mới lên màu như thế này đấy các bác ạ lưỡi là lưỡi vòng bi hôm nọ vừa làm lên video đấy ạ Thì bác nào ưng lấy con này em để giá cho các bác chỉ có giá là 380.000 một em đây là mã số 8 đây là mã số 9, lâu lắm không lên rồi Các bác ạ, à, dòng mèo gọi là mèo mũi cụp xuống, hơi cụp xuống ấy từ dưng giờ lại có bác đặt, thế là lại có cơ hội làm hàng và gửi lên video cho tất cả các bác này Bác nào ưng mình có thể tham khảo sang con mèo uh, nhọn như này cho em Lưỡi là 30, bản rộng giờ bản 4, uh, trừ đoạn an toàn 2cm, độ dày sống lưng là 5 ly Cầm rất là vừa vặn, không quá là nặng tay Nhưng mà cái chức năng của nó là cực kỳ cao các bác nhé Đây ạ, Xương ống chân giò mình chặt trong gia đình hoặc mình đi rừng mình chặt cây củi mắt che dài Nhiều bác mình mua về hầu như là mình để tự làm vỏ là nhiều bởi vì các bác mình cũng thích uh, gọi là tâm, tìm tòi với cả uh, gọi là um, chơi chơi đấy nhiều bác hay nói đơn giản thì nó gọi là chơi chơi một tí. Thì các bác mình có thể mang về mình tự vào cán cũng rất là ok các bác nhá. Zalo của xưởng em vẫn là số điện thoại của em này. 0347 753 780 các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái video clip của em ạ. Xin chào tất cả các bác. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.